Ngày 16 tháng 5 năm 2014, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ việc nhà máy xử lý rác thải Đồng Xoài thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Môi trường Bình Phước có dấu hiệu chôn lấp chất thải nguy hại. Nhà máy này nằm giữa rừng cao su, kế bên nhà máy khoảng 500 mét là khu vực dân cư thuộc xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài. Vào giữa tháng 4 năm 2014, chúng tôi đã ghi được cảnh một xe ủi đang ủi các đống đất cao để lấp nhiều bao chất thải đã được chôn dưới hố một cách sơ sài, mùi hôi xộc lên mũi. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, một đống bao tải chứa chất thải đen ngòm đã bị một lớp đất phủ qua. Hiện trường trở nên bằng phẳng. Trong các ngày liên tiếp sau đó, tài xế xe ủi này tiếp tục sang ủi để lấp các bao chất thải đã được bỏ xuống các hố. Lượng chất thải này phần lớn là bùn thải công nghiệp từ các công ty may, công ty chế biến mũ cao su, lốp xe, lấy tại các nhà máy ở khu công nghiệp Minh Hưng, Chân Thành. Nhiều bao chất thải pha lẫn sơn và các loại hóa chất khác, nhiều bao bùn thải công nghiệp ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được công ty này tập trung về nhà máy để xử lý bằng cách chôn. Liên quan đến vụ việc này, ngay khi nhận được phản ánh của người dân và báo chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã có công văn giao Công an tỉnh Bình Phước khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ, đồng thời xử lý nghiêm. Cũng theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, lẽ ra khi nhận đơn phản ánh của người dân, Ủy ban Nhân dân thị xã Đồng Xoài phải sớm kiểm tra, kết luận xử lý, nhưng chưa làm là chậm. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.